Mỹ đe dọa trừng phạt với các công ty Ấn Độ liên quan đến dự án cảng Chabahar của Iran. Ấn Độ và Iran hôm thứ Hai đã ký hợp đồng 10 năm vận hành và phát triển cảng Shahid Beheshti ở thành phố ven biển phía nam Chabahar của đất nước. Truyền thông Ấn Độ đã đăng tải thông tin này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết các công ty Ấn Độ có nguy cơ bị trừng phạt đối với bất kỳ khoản đầu tư nào vào Iran sau khi New Delhi ký hợp đồng 10 năm để vận hành và phát triển cảng Chabahar chiến lược bị đình trệ từ lâu. Câu chuyện về cảng Chabahar là một câu chuyện dài có liên quan tới không chỉ một quốc gia Iran, mà còn liên quan tới bàn cờ địa chính trị cực kỳ lớn, trong đó có cả Nga, Trung Quốc, Trung Á, Mỹ. Hôm nay chúng ta sẽ đi thảo luận về một cách trọn vẹn dưới mọi góc độ, quý vị nhé. Vị trí chiến lược của cảng Chabahar. Cảng Chabahar trên vịnh Oman mà New Delhi đã đề xuất phát triển từ năm 2003 sẽ cung cấp cho hàng hóa Ấn Độ một cửa ngõ để đến Afghanistan và Trung Á, không giáp biển bằng dự án đường bộ và đường sắt mang tên Hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế đi vòng qua Pakistan, mà Ấn Độ và Pakistan không ưa nhau. Hai quốc gia luôn có những tranh cãi đối đầu nhau. Nên khi Ấn Độ bắt tay với Iran để phát triển và tiếp quản cảng Chabahar, nó tạo thành một phần của hành lang giao thông mới cho Afghanistan, giúp nước này tiếp cận với biển để phát triển kinh tế thông qua hành lang này mà không cần phải phụ thuộc vào Pakistan. Điều này đồng nghĩa với việc mở ra con đường thương mại trị giá hàng triệu đô la Mỹ trong khu vực. Đây lại là một cú sốc lớn đối với Pakistan. Afghanistan sẽ không còn phụ thuộc vào nước này nữa. Tọa lạc tại tỉnh Sistan, Balochistan, trên bờ biển phía nam giàu năng lượng của Iran, cảng Chabahar đang được Ấn Độ và Iran phát triển nhằm tăng cường kết nối và quan hệ thương mại. Ấn Độ đang thúc đẩy dự án cảng Chabahar để thúc đẩy thương mại khu vực, đặc biệt là kết nối với Afghanistan, và đã nổi lên như một trung tâm trung chuyển thương mại và rẻ hơn cho khu vực. Cảng đã cung cấp khả năng tiếp cận đường biển rất cần thiết tới các quốc gia không giáp biển trong khu vực để tiếp cận Ấn Độ và thị trường toàn cầu. Ấn Độ và Iran dự kiến cảng này sẽ là trung tâm chính của dự án hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế INSTC. INSTC là dự án vận tải đa phương thức dài 7.200 km nhằm vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Nga, Trung Á và châu Âu. Đó là lý do mà Ấn Độ bắt tay với Iran vì lợi ích của mình bất chấp lệnh trừng phạt. Vì rõ ràng Ấn Độ có quyền vận hành cảng Chabahar sẽ giúp nước này kết nối với Trung Đông mà không cần phải thông qua Pakistan. Nếu nhìn trên bản đồ này, chúng ta sẽ thấy dự án này còn có thêm bên thụ hưởng, đó là Nga và Trung Á. Cho nên sẽ không ngạc nhiên khi Nga hậu thuẫn cho Ấn Độ trong dự án này. Nhìn cách Nga kéo Ấn Độ về phía mình thông qua dự án này là chúng ta có thể hiểu Ấn Độ và Nga đã khám phá những cách thức mới để hợp tác chặt chẽ hơn. Và điều đó cũng xảy ra trong bối cảnh cuộc đối đầu quân sự Trung Ấn liên tục diễn ra. Đảm bảo sự hỗ trợ của Moscow đã nổi lên như một mục tiêu chiến lược của New Delhi. Trong bối cảnh này, cảng chiến lược đầu tiên của Ấn Độ ở nước ngoài tại Chabahar ở Iran đã nổi lên như một nhân tố thay đổi cuộc chơi thực sự trong quan hệ Ấn Độ-Nga. Cảng thực sự sẽ tạo điều kiện cho Ấn Độ tiếp cận cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, một tổ chức liên chính phủ của các quốc gia hậu Xô Viết ở Âu Á, bao gồm các quốc gia Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Uzbekistan. Và do đó, Nga cũng rất hào hứng với triển vọng sử dụng cảng Ấn Độ-Iran để tạo cơ hội giao thương tại tiểu lục địa. Vì rõ ràng, việc bốc dỡ hàng hóa tại cảng Chabahar sẽ giúp chi phí hậu cần vận tải container đến các nước CIS giảm 20% thông qua Chabahar. Trong cách làm trước kia, hàng hóa đến các nước CIS từ Ấn Độ chỉ có thể thông qua Trung Quốc hoặc châu Âu, mà Trung Quốc thì không thân thiện với Ấn Độ, còn biên giới châu Âu thì đang đóng lại tại Nga. Chính vì thế mà câu chuyện về cảng Chabahar lại được làm nóng lên ở thời gian này, vì không ai có thể phủ nhận việc nó sẽ tạo ra một tuyến đường mới nối Ấn Độ với Trung Á,
và một hệ quả tất yếu là nó cũng giúp Nga tìm ra một tuyến đường mới đến tiểu lục địa. Cho nên sẽ không quá ngạc nhiên nếu Nga đầu tư xây dựng các bến chuyên dụng, bao gồm bến container và bến hàng lỏng tại cảng Chabahar do Ấn Độ, Afghanistan và Iran cùng phát triển. Đứng ở góc độ chiến lược mà nói, sự phát triển của cảng Chabahar là động lực chiến lược cho Ấn Độ. New Delhi có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mạnh mẽ với việc các nước dân chủ như Mỹ, Nhật Bản và Australia hợp tác với Ấn Độ để kiềm chế Trung Quốc trong khu vực này. Nhưng còn Âu Á và Trung Á thì sao? Ngoài trừ Afghanistan, phương Tây hầu như không có sự hiện diện chiến lược ở khu vực này. Lợi ích của các cường quốc phương Tây nằm ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông, cách xa khu vực Á-Âu. Mặt khác, Trung Quốc đang xây dựng quan hệ đối tác và đầu tư ở Trung Á, nơi được coi là trung tâm của Á-Âu mới. Đây có thể là lý do khiến Trung Quốc lựa chọn Ladakh gần lục địa Á-Âu hơn thay vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, để leo thang căng thẳng với Ấn Độ. Á-Âu là một khu vực vươn tới tận Pakistan, với việc tăng cường quân sự ở Ladakh và mặt trận thứ hai ở biên giới Ấn Độ-Pakistan. Trung Quốc đang cố gắng tạo ra cơn ác mộng địa chính trị cho Ấn Độ ở khu vực này. Nga cũng duy trì các căn cứ quân sự và sự hiện diện ở Trung Á. Với tham vọng của Trung Quốc, nó sẽ động tới lợi ích của Nga ở Trung Á. Cho nên vô hình chung tạo ra các đường đứt gãy tồn tại trong trục Trung Quốc-Nga không chính thức ở Trung Á. Hai nước đều cạnh tranh và hợp tác trong khu vực này. Với việc Chabahar tạo ra cơ hội hợp tác Ấn-Nga, Moscow có thể có lợi cho New Delhi vào thời điểm quan trọng khi sự thù địch ngày càng gia tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Có một sự kiện liên quan đáng nhớ vào năm 2020, khi đó Ấn Độ đã cho Trung Quốc cú sốc 29,8 triệu đô la Mỹ ở Iran. Khi đó Ấn Độ đã hủy bỏ hợp đồng trị giá 29,8 triệu đô la Mỹ được ký 3 năm trước với nhà sản xuất cần cẩu cảng Trung Quốc Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. để mua 4 cần cẩu quay gắn trên đường ray RMQC dự kiến sẽ được lắp đặt tại cảng Chabahar ở Iran. Với căng thẳng gia tăng giữa hai gã khổng lồ châu Á, Ấn Độ đã quyết định loại công ty Trung Quốc khỏi bất kỳ sự tham gia nào vào cảng chiến lược, đồng thời tổ chức đấu thầu mới để mua 4 chiếc RMQC mới sau 3 năm MAS, công suất 65 tấn mỗi chiếc, sẽ được giao bởi người thắng thầu trong vòng 16 tháng kể từ ngày mở. Việc hủy bỏ thỏa thuận với ZBMC của Trung Quốc là hậu quả của các quy định mua sắm công mới do chính phủ Ấn Độ đặt ra vào ngày 23 tháng 7 năm nay, khiến cho việc Trung Quốc tham gia và mua sắm công trong các dự án của Ấn Độ ở trong nước hoặc ở nước ngoài là không thể. Tuy nhiên, lý do chính thức được chính phủ đưa ra đằng sau việc hủy bỏ thỏa thuận này được đề cập là do công ty Trung Quốc chậm trễ trong việc chế tạo các thiết bị cần thiết cho cần cẩu. Business Line dẫn lời một quan chức chính phủ cấp cao cho biết, các từ ngữ trong đơn đặt hàng đã được thực hiện rất cẩn thận. Các nhà cung cấp Trung Quốc không chỉ rõ ràng, nhưng chắc chắn các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ không được phép tham gia và họ sẽ không cung cấp bất kỳ hàng hóa nào cho cảng Chabahar. Cuộc tấn công kinh tế mới nhất của Ấn Độ chống lại Trung Quốc dưới hình thức ngăn chặn sự tham gia của ZBMC là rất quan trọng, vì nó cho thấy Ấn Độ không chỉ trừng phạt các vương quốc bành trướng trong phạm vi lãnh thổ của mình, mà còn ở nước ngoài. Vì Trung Quốc biết nếu Ấn Độ tiếp quản các hoạt động tại cảng Chabahar Ấn Độ không chỉ bỏ qua Pakistan để tiến hành thương mại với Iran, Afghanistan, Trung Á, châu Âu và thậm chí cả Nga, mà cảng này còn giúp Ấn Độ chống lại sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại cảng Quetta ở Balochistan, do Pakistan chiếm đóng, chỉ cách Chabahar 90 km. Trên thực tế, Trung Quốc cũng nỗ lực mua chuộc Iran với mục đích muốn ngăn chặn nỗ lực của Ấn Độ nhằm giành ưu thế trong khu vực bằng cách vận hành một cảng kết nối nước này với Trung Á, Afghanistan và một phần châu Âu. Do đó, Trung Quốc dự kiến sẽ đầu tư trị giá 400 tỷ đô la Mỹ vào Iran trong 25 năm tới. Theo thỏa thuận bí mật giữa Iran và Trung Quốc, các tàu quân sự của Nga và Trung Quốc sẽ được phép sử dụng các cơ sở lưỡng dụng mới được thành lập tại các cảng quan trọng của Iran, bao gồm cả Chabahar. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, Ấn Độ hoàn toàn được quyền tiếp quản cảng này với thỏa thuận mà chúng ta nói ở trên. Điều này cho thấy kế hoạch của Bắc Kinh đã thất bại. Chúng ta vừa nói tới lợi ích của Ấn Độ trong việc có được quyền kiểm soát cảng Chabahar. Vậy còn nước chủ nhà Iran thì sao?
Iran có thể hưởng lợi như thế nào từ thỏa thuận cảng Chabahar với Ấn Độ? Iran có thể hưởng lợi từ thỏa thuận cảng Chabahar với Ấn Độ trên nhiều khía cạnh, bao gồm kinh tế, địa chính trị và hợp tác khu vực. Về mặt kinh tế, thỏa thuận với Ấn Độ mang lại đầu tư và phát triển hạ tầng cho cảng Chabahar. Điều này giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng của Iran và tạo ra việc làm tại địa phương. Thêm vào đó, cảng Chabahar là cửa ngõ quan trọng cho thương mại giữa Ấn Độ, Iran và các nước Trung Á. Điều này sẽ thúc đẩy thương mại và xuất khẩu của Iran, giúp giảm sự phụ thuộc vào các cảng khác trong khu vực. Hơn nữa, cảng Chabahar giúp Iran trở thành một trung tâm vận chuyển hàng hóa quan trọng, kết nối khu vực Trung Á và Afghanistan với biển, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và thương mại. Đặc biệt, cảng Chabahar có thể giúp Iran lách một số lệnh trừng phạt, đặc biệt là những lệnh trừng phạt nhắm vào các hoạt động thương mại và vận tải biển. Điển hình với sự phát triển của cảng Chabahar, Iran có thể giảm sự phụ thuộc vào các cảng và tuyến đường bị kiểm soát chặt chẽ bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, đặc biệt là eo biển Hormuz. Quan trọng hơn là thỏa thuận với Ấn Độ cho phép Iran duy trì và mở rộng quan hệ thương mại với một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Ấn Độ đã được cấp miễn trừ đối với một số lệnh trừng phạt liên quan đến việc phát triển và sử dụng cảng Chabahar. Điều này tạo ra một kênh thương mại hợp pháp cho Iran. Như chúng ta vừa nói trên, cảng Chabahar cung cấp cho Afghanistan một tuyến đường thương mại không phụ thuộc vào Pakistan. Điều này giúp Iran duy trì và mở rộng thương mại với Afghanistan và các nước Trung Á mà không phải lo ngại về lệnh trừng phạt áp đặt lên các tuyến đường khác. Ở góc độ đầu tư, việc phát triển cảng Chabahar có thể thu hút đầu tư từ các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia không tuân thủ chặt chẽ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Điều này giúp Iran có thêm nguồn tài chính và công nghệ để phát triển hạ tầng và kinh tế. Hơn nữa, hợp tác với Ấn Độ và các quốc gia khác thông qua cảng Chabahar giúp Iran xây dựng mối quan hệ kinh tế về chính trị mạnh mẽ hơn, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ quốc tế có thể giúp Iran đối phó với các lệnh trừng phạt. Chưa kể đến việc cảng Chabahar cung cấp các dịch vụ vận tải biển linh hoạt hơn, giúp Iran xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa mà không phải phụ thuộc vào các cảng khác bị giám sát chặt chẽ bởi các lệnh trừng phạt. Còn một yếu tố nữa là tuyến đường vận tải qua cảng Chabahar có thể giảm chi phí và thời gian vận chuyển, làm cho hàng hóa của Iran cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Đối với chính phủ cầm quyền Iran mà nói, cảng Chabahar giúp phát triển kinh tế địa phương tại tỉnh Sistan và Baluchistan của Iran, tạo việc làm và cải thiện đời sống của người dân khu vực này. Điều này giúp giảm bớt tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế và xã hội của Iran. Nhìn chung, ở góc độ kinh tế, cảng Chabahar mang lại cho Iran nhiều lợi ích kinh tế và chiến lược, giúp nước này lách một số lệnh trừng phạt quốc tế và duy trì hoạt động thương mại quốc tế. Việc hợp tác với Ấn Độ và phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển là một phần quan trọng trong chiến lược của Iran để đối phó với các áp lực từ lệnh trừng phạt. Về mặt địa chính trị, cảng Chabahar giúp Iran tăng cường vị thế chiến lược trong khu vực. Việc phát triển cảng này giúp Iran có thêm ảnh hưởng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Nó cũng cung cấp một tuyến vận tải thay thế cho eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhưng dễ bị tắc nghẽn. Điều này giúp Iran giảm thiểu rủi ro địa chính trị liên quan đến Hormuz. Ý nghĩa địa chính trị quan trọng khác là cảng Quadda ở Pakistan, được Trung Quốc đầu tư mạnh có thể gây ra cạnh tranh trong khu vực. Cảng Chabahar giúp Iran và Ấn Độ tạo ra một đối trọng chiến lược, cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Quadda. Về lợi ích chiến lược, hợp tác kinh tế thông qua cảng Chabahar có thể thúc đẩy sự hợp tác an ninh giữa Iran và Ấn Độ, giúp đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. Nó cũng hỗ trợ cho Afghanistan, cho nên dễ dàng kéo Afghanistan trở thành sân sâu chiến lược của Iran. Khi quyền tiếp cận của các quốc gia Trung Á tới cảng càng nhiều, ảnh hưởng của Iran sẽ ngày càng tăng lên. Điều này giúp cải thiện hình ảnh quốc gia của Iran trên trường quốc tế, cho thấy khả năng hợp tác và phát triển bền vững của nước này. Tất cả điều này cho thấy Iran được lợi ích rất lớn sau cái bắt tay hợp tác với Ấn Độ. Nhưng điều này lại gây khó chịu cho Mỹ. Đó là lý do mà chính quyền Biden đã vội vã tuyên bố trừng phạt các thực thể của Ấn Độ có bắt tay với Iran. Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền Biden và chính quyền tiền nhiệm là trái ngược nhau, giải mã sự khác biệt trong chiến thuật của Mỹ qua hai đời tổng thống. Khi Trump làm tổng thống Mỹ từ năm 2018, Ấn Độ đã được miễn lệnh trừng phạt của Mỹ vì phát triển cảng Chabahar. Mỹ hiểu cảng có vị trí chiến lược là một dự án quan trọng đối với Ấn Độ và do đó, sự miễn trừ này là một sự cứu trợ lớn cho quốc gia tỷ dân.
Hơn nữa, Iran là nhà cung cấp dầu lớn cho Ấn Độ. Trên thực tế, Ấn Độ và khách hàng mua dầu lớn thứ hai của Iran chỉ sau Trung Quốc, cho nên Ấn Độ khi đó chưa phải là đối tác mua dầu của Nga. Mỹ thời điểm đó nhấn mạnh rằng họ ủng hộ quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế đang diễn ra ở Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Ấn Độ và Mỹ trong khi miễn trừ Ấn Độ xây dựng cảng. Washington cũng tuyên bố cam kết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cả Ấn Độ và Afghanistan. Sự miễn trừ này được đưa ra như một sự thúc đẩy ngoại giao khác đối với Ấn Độ. Dưới thời Trump, quan hệ Ấn Độ-Mỹ đang đạt đến tầm cao mới. Và trước cuộc họp cấp Bộ trưởng Mỹ-Ấn Độ, chính quyền Trung đã thông báo những người đồng cấp Ấn Độ rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 18 ngân hàng lớn của Iran sẽ không ảnh hưởng đến dự án phát triển cảng Chahardar. Theo Sunday Express, thông điệp liên quan đến việc phát triển cảng Chabahar đã được truyền đạt tới chính phủ Ấn Độ thông qua các kênh ngoại giao vào ngày 12 tháng 10. Nó có thể được kết nối rất tốt với thỏa thuận BECA, ký kết giữa Ấn Độ và Mỹ có nỗ lực của New Delhi nhằm đạt được thỏa thuận tốt nhất từ Washington để tiếp tục thỏa thuận. Đây có thể coi là một thắng lợi ngoại giao lớn của Ấn Độ khi chính quyền Trump có những hành động cứng rắn đối với Iran. Lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với 18 ngân hàng lớn của Iran có thời hạn là 45 ngày. Điều đó có nghĩa là tất cả những người không phải là người Mỹ sẽ phải ngừng các hoạt động và giao dịch với các tổ chức và lĩnh vực tài chính của Iran. Như vậy, việc chính phủ Mỹ nhượng bộ đối với dự án cảng Chabahar của Ấn Độ là tín hiệu tốt trong mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ. Tuy nhiên, điểm quan trọng hơn là nó xảy ra ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ của chính quyền Trump, với cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Đây là một yếu tố quan trọng vì chính quyền Trump đã chỉ trích mạnh mẽ Iran và đã thực hiện nhiều bước đi cứng rắn chống lại nước này. Do đó, việc nhượng bộ Ấn Độ vào cuối nhiệm kỳ của ông cho thấy tầm quan trọng của chính quyền Trump và Hoa Kỳ nói chung dành cho mối quan hệ với Ấn Độ trong thế kỷ châu Á. Với sự liên kết địa chiến lược ngày càng tăng giữa New Delhi và Washington, Mỹ có thể hưởng lợi nếu Ấn Độ có một cảng có thể đi qua Pakistan để đến Afghanistan. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi Hoa Kỳ đang cố gắng môi giới hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Hoa Kỳ khi đó cũng muốn rút khỏi Afghanistan. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Và trong tình huống như vậy, Hoa Kỳ không thể trông cậy vào Pakistan. Mặt khác, Ấn Độ nhận thấy cảng có tầm quan trọng cao vì thứ nhất, đây là khoản đầu tư lớn đầu tiên của Ấn Độ và một quốc gia khác để phát triển một lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược của Ấn Độ. Và thứ hai, nó cung cấp cho Ấn Độ một nút thắt rất cần thiết để kết nối với Afghanistan và toàn bộ khu vực Trung Á bỏ qua Pakistan. Người Mỹ ngày nay đã rất rõ ràng về vị thế của Pakistan. Và khi nước này ngày càng trượt vào phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc, trở thành một quốc gia thất bại, Mỹ không muốn phụ thuộc vào Pakistan để kết nối với Afghanistan. Do đó, dự án cảng Chabahar của Ấn Độ cung cấp một phương thức tiếp cận Afghanistan khả thi cho Hoa Kỳ, cũng như giúp Ấn Độ có khả năng vào Afghanistan nếu khi tình hình trở nên tồi tệ hơn và cần sự can thiệp của Ấn Độ. Ấn Độ khi đó đã phát triển cảng Chabahar và dự án đường sắt Chabahar-Sahendan nối cảng với Afghanistan, từ đó cung cấp tuyến đường kết nối với Kabul đi qua Pakistan. Nó đã được thống nhất như một phần của thỏa thuận ba bên giữa Ấn Độ, Iran và Afghanistan để phát triển hành lang vận tải và quá cảng quốc tế. Cảng cũng có thể hữu ích trong việc vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Trung Á mà không bị Islamabad làm phiền. Do đó, bằng cách nói rõ ràng, các lệnh trừng phạt Iran sẽ không ảnh hưởng đến các dự án và lợi ích của Ấn Độ tại cảng Chabahar. Mỹ đã nhượng bộ tham vọng của Ấn Độ tại Chabahar. Nó cho thấy tầm quan trọng của Ấn Độ đối với Mỹ ở châu Á. Nhiều nhà phân tích trước đó đã nói rằng một Ấn Độ mạnh mẽ là điều tốt cho Mỹ. Việc Mỹ xem xét lợi ích của Ấn Độ đã cho thấy New Delhi và Washington đã tiến xa đến mức nào trong quan hệ song phương của họ. Tuy nhiên, nước Mỹ dưới thời Biden lại hoàn toàn ngược lại. Ông ấy đe dọa trừng phạt các công ty Ấn Độ có bắt tay với Iran. Điều này làm rối loạn chiến lược châu Á thông qua Ấn Độ của chính quyền tiền nhiệm. Nếu như Trump hiểu cần phải xây dựng những con hổ châu Á để canh chừng Trung Quốc, thì Biden lại đang thực hiện động thái ngược lại, loại bỏ Ấn Độ ra khỏi liên minh bộ tứ gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn và thành lập một liên minh khác gồm Mỹ, Nhật, Úc, Philippines. Cùng với đe dọa trừng phạt, chính quyền Biden đang đẩy Ấn Độ ra khỏi mối quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ-Ấn. Thì căn cứ của Trung Quốc ở cảng Quardar tại Pakistan sẽ được nới lỏng,
Điều này sẽ mang lại chiến thắng chiến lược cho Bắc Kinh. Chưa kể đến việc Trung Quốc hả hê với sự suy yếu của Ấn Độ. Ấn Độ cũng tham gia tích cực vào việc bảo vệ nguyên trạng của Biển Đông. Nếu Ấn Độ bị Mỹ đẩy ra xa và bị suy yếu, đương nhiên Trung Quốc sẽ loại bỏ một đối thủ đáng gờm ở Biển Đông. Điều đáng nói nhất là việc đẩy Ấn Độ ra ngoài mối quan hệ hợp tác liên minh sẽ tạo cho Nga một cơ hội nhảy vào mối quan hệ này. Nga sẵn sàng vươn nhiều hơn nữa cạnh ô liu về Ấn Độ. Đương nhiên đây là tổn thất trên mặt trận địa chính trị của Mỹ. Do đó mới nói, chính quyền Biden đang làm suy yếu vị thế của Mỹ và đang hành động vì lợi ích của Bắc Kinh. Tại sao có sự tương đồng bất ngờ giữa Biden và giới chức Bắc Kinh như vậy? Về bản chất, hai đối tượng có tư tưởng giống nhau, chỉ khác nhau ở cái mark của hệ tư tưởng. Nói thẳng ra, họ đều có gốc rễ tư tưởng toàn trị. Đây là nguồn gốc của tư tưởng cánh tả mà người ta hay nói tới hiện nay. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có những kiến thức bổ ích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới.